Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đây. Các cầu thủ chúng ta đây. Rồi nhãn cho Park Sang Kyu ăn hết rồi nha. Thì lấy mịt lên. Bây giờ hiện tại bác sĩ Chói đang giúp tặng anh em. Giới hạn nhá. Bây giờ mình vẫn đang tạo ra một cái ranh giới. Chúng ta không nên vượt qua, hay vượt qua sẽ bị đỏ ngay lập tức. Nhưng các bạn đồng ý ủng đã vừa băng qua mấy cái vận con bắt đầu khoảng 20 giờ tối nay mới từ khách sạn 8:30 ở khách sạn 8 giờ là tới sân bay. Ok, các bạn có thể thấy quay cần hai người đã sẽ làm việc gọi là chuẩn bị để bước vào buổi tập xa lắm. Ok, thì hiện tại đã khá đẹp. Chụp cho nhiều chưa? Đó, chụp bó xanh chưa? Chưa? Chụp đi đâu đây? Quay nhân vật, anh quay nhân vật chính không quay? Đức, nhưng có thủ hiệp thân anh sẽ là chiến thắng. Tất cả tôi muốn bằng lâm, còn mặt